Vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, giới công nghệ không khỏi bất ngờ khi hay tin hai nhà sáng lập của hai gã khổng lồ công nghệ là Google và Alphabet đồng loạt từ chức với lý do muốn công ty có hướng đi tốt hơn. Và người được trao gửi trọng trách là Sundar Pichai, một CEO trẻ người Mỹ gốc Ấn Độ. Điều gì đã khiến cho những nhà sáng lập vĩ đại tin tưởng và trao gửi công ty của mình cho một doanh nhân nhập cư? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Sundar Pichai, từ chàng trai nhập cư trở thành CEO của Google và Alphabet. Thiên tài bẩm sinh. Sundar Pichai hay Pichai Sundararajan sinh ngày 12 tháng 7 năm 1972. Có tài liệu ghi là ngày 10 tháng 6 năm 1972 tại thành phố Madras, hiện là Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ. Anh là con cả trong một gia đình trung lưu có 4 thành viên. Bố của anh, ông Raghunatha Pichai, là một kỹ sư điện lâu năm cho tập đoàn Anh quốc General Electric Company, GEC, và điều hành một nhà máy sản xuất thiết bị điện. Còn mẹ anh là nhà tốc ký cho một tờ báo. Dù có phần khấm khá hơn so với nhiều gia đình khác lúc bấy giờ ở Ấn Độ do thành phần gia đình đều làm tri thức, nhưng nhìn chung, mức lương của cha mẹ anh khi đó vẫn khá khó để duy trì cuộc sống. Khi đó, Sundar lớn lên trong một căn hộ 2 phòng ở phố 46, đại lộ 7, tại Ashok Nagar, Madras. Hàng ngày, anh cùng em trai Pichai Srinivasan phải ngủ dưới phòng khách. Nhiều người chắc chắn cũng sẽ phải bất ngờ khi biết rằng anh tiếp cận với công nghệ khá muộn. Sundar Pichai kể lại, gia đình từng phải mất 5 năm tích góp để mua được một chiếc điện thoại. Khi gia đình mua được nó vào năm anh 12 tuổi, những người hàng xóm thường xuyên đến để gọi nhờ. Lúc đó anh mới thấy được sức mạnh to lớn mà công nghệ có thể mang lại. Ngoài ra, thơ ấu của anh cũng không có sự hiện diện của TV hay ô tô. Tuy vậy, Pichai vẫn sớm chứng tỏ những năng khiếu đặc biệt kể từ thời còn đi học, bắt đầu từ việc anh ghi nhớ tất cả những con số xung quanh mình. Gia đình của Pichai phát hiện ra khả năng này khi thấy cậu bé có thể ghi nhớ tất cả những liên lạc từng gọi qua chiếc điện thoại quay số, bao gồm cả bạn bè, gia đình và các đối tác làm ăn của cha mẹ. Sau này, Pichai vẫn thường khiến người ta phải bất ngờ về trí nhớ thiên bẩm của mình trong các cuộc gặp gỡ với bạn bè, bạn học cũ. Anh cũng sớm tỏ ra thích thú với máy vi tính và nghề lập trình. Phần mềm đầu tiên được Pichai viết thành công đó là trò chơi cờ vua. Theo lời từ hàng xóm của Pichai, anh là một mọt sách thực sự với sở thích là giải các câu đố về khoa học. Họ chia sẻ, thằng bé còn chả bao giờ ra ngoài chơi mà chỉ ngồi nhà học. Theo chu kỳ từ trường học về nhà và ngược lại, khi vừa đến trường, Pichai ngay lập tức rút sách ra đọc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn những cô gái ngồi cạnh mình là ai. Pichai hoàn thành khóa 10 tại trường trung học Jawaharlal Vidyalaya, Chennai và hoàn thành khóa 12 tại Vanavani School ở IIT Campus, Chennai. Nhưng sau đó, Pichai lại theo đuổi ngành kỹ sư cơ khí tại Viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur và nhanh chóng giành được một suất học bổng tại Stanford, Hoa Kỳ bởi năng lực có thừa của mình. Chơi vơi trên đất Hoa Kỳ. Năm 1993, nhờ có suất học bổng của trường đại học Stanford, anh chạm một bước vào giấc mơ Mỹ. Sundar Pichai từng thừa nhận việc chuyển tới California là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tôi yêu thích công nghệ và khi lớn lên, tôi luôn ấp ủ giấc mơ được tới làm việc tại thung lũng Silicon, Pichai nói. Tôi đã đọc về thung lũng Silicon cũng như được nghe rất nhiều câu chuyện về nó từ chú của mình. Tuy nhiên, thời điểm đặt chân sang Mỹ cũng là thời điểm anh phải đối mặt với hàng loạt những vấn đề mà chính anh thậm chí còn không lường được nổi. Pichai đã bị bất ngờ vì mọi thứ ở đây quá đắt. Ví dụ một chiếc ba lô có giá $60. Cha của Pichai thì phải rút $1,000 từ tiền tiết kiệm của gia đình để trang trải cho chuyến bay cũng như các chi phí khác cho con trai mình khi đến Mỹ để học tập. Trong một bài phỏng vấn với Bloomberg, Pichai nói, bố mẹ tôi đã làm tất cả những gì mình có thể vào thời điểm đó dành cho tôi. Họ sẵn sàng trích ra một số tiền lớn từ thu nhập của mình để đảm bảo được một nền giáo dục tốt cho con cái của mình. Bên cạnh đó còn phải nhắc đến đó là nỗi cô đơn khi không có ai thân thiết kề bên. Tại nơi đất khách quê người, anh thường xuyên phải đối mặt với nỗi nhớ hội bạn thân và đặc biệt là người bạn gái còn bên Ấn Độ có tên Anjali. Hai người quen nhau tại Viện Công nghệ Ấn Độ IIT ở Kharagpur, nơi cô theo học ngành công nghệ hóa học. Hiện nay, cả hai người đã có hai người con là Kiran và Kavya.
Ngoài ra, những vướng mắc do việc tiếp cận công nghệ muộn bắt đầu trở thành chướng ngại cản bước anh. Khi Pichai chuyển đến Hoa Kỳ và theo học trường Đại học Stanford nhờ học bổng, anh mới bắt đầu sử dụng máy tính. Khoảng thời gian đầu này thật khó khăn khi những kiến thức lý thuyết mà anh từng học tại Ấn Độ đã chẳng thể giúp ích được là bao. Pichai lúc ấy bị liệt vào dạng sinh viên công nghệ mà nửa câu lệnh bẻ đôi cũng không thể viết nổi. Tuy nhiên, những gì sau đó anh làm đã chứng minh cho cả thế giới thấy, thông minh thượng thừa vẫn là chưa đủ. Quan trọng là chúng ta vẫn còn niềm tin vào một điều gì đó hay không và còn cháy hết mình với niềm tin đó hay không. Với Pichai, niềm tin đó chính là khát vọng đổi đời, là giấc mơ Mỹ. Kiến vào Google. Sau khi nhận được bằng MS tại trường đại học Stanford, Pichai tiếp tục với trường đại học Wharton School cho văn bằng MBA. Trước khi ứng cử vào Google, anh đã từng làm việc tại nhiều công ty nhỏ, điển hình là Applied Materials và công ty tư vấn McKinsey & Co. Buổi phỏng vấn của Pichai khi ứng cử vào Google diễn ra vào ngày 1 tháng 4 năm 2004. Cùng thời điểm với sự kiện công ty ra mắt dịch vụ thư điện tử Gmail, mọi người khi ấy, bao gồm cả Pichai, đều cho rằng việc cho ra mắt dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google là một trò đùa ngày cá tháng 4. Thế nhưng đây rốt cuộc lại là một trong những dịch vụ lớn nhất và thành công nhất của Google khi từng bước đánh bật Yahoo Mail ra khỏi lĩnh vực sở trường của họ. Sau khi chính thức làm việc tại Google, Pichai nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình và được giao cho nhiệm vụ cùng thanh tìm kiếm Turbo của Google. Cho đến năm 2006, Google tưởng như đã đến ngày tận thế khi Microsoft quyết định đưa Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Internet Explorer phổ biến nhất lúc bấy giờ. Pichai sau đó đã nỗ lực thuyết phục một vài nhà cung cấp máy tính cài đặt phần mềm Turbo của Google để giảm thiểu những tổn thất phát sinh. Tuy nhiên, khó khăn này đã dẫn đường cho Pichai sớm đạt được thành tựu lớn đầu tiên của anh tại Google khi đã thuyết phục được hai nhà đồng sáng lập là Larry Page và Sergey Brin rằng Google cần xây dựng một trình duyệt của riêng mình. Kết quả là từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2008 đến nay, Chrome là trình duyệt web phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, đánh bại những đối thủ sừng sỏ khác như Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer. Sau khi Pichai trở thành nhà lãnh đạo bộ phận của Google, anh nhanh chóng chứng tỏ được những phẩm chất siêu việt của mình và nổi tiếng với cách đánh giá chất lượng công việc tập trung vào kết quả thay vì quá trình thực hiện chúng. Một trong những cột mốc đáng chú ý của Pichai trong lĩnh vực di động đó là dòng sản phẩm Android One giá rẻ, tạo cơ hội cho hơn 5 tỷ người kết nối Internet. Một trong những bước ngoặt lớn nhất của Pichai diễn ra vào năm 2014 khi anh là người có công lớn nhất giúp Google mua lại Nest với giá 3,2 tỷ đô la Mỹ. Được biết, Nest áp dụng công nghệ phức tạp để giải quyết những vấn đề thường nhật mà nhiều người hay gặp phải. Đây cũng chính là điều mà CEO Larry Page muốn ở Google, dùng công nghệ phức tạp để cho ra giải pháp giản đơn nhằm giải quyết vấn đề phức tạp mà số đông gặp phải. Pichai cũng chính là người đứng sau các dự án cùng nền tảng hệ điều hành Chrome OS, cũng là tiền đề cho dòng sản phẩm laptop Chromebook của Google. Anh cũng chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Google sau nhiều lần được tiếp cận bởi các công ty công nghệ danh tiếng khác như Twitter cùng mức thu nhập với thứ hạng cao hơn. Anh nhận được lời mời từ Twitter để lên làm phó chủ tịch sản phẩm và sau đó là CEO mới của Twitter. Anh còn được cân nhắc kế thừa Steve Ballmer với tư cách CEO của Microsoft. Đây cũng là thời gian khi công ty mẹ của Google là Alphabet sẵn sàng về tiềm lực. Larry Page quyết định giữ bằng được Sundar Pichai ở lại bằng cách trao vị trí CEO mới của Google cho Pichai. Từ những thành công trong lĩnh vực sở trường của mình như Chrome, Chrome OS hay hệ điều hành Android, Pichai nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ Larry Page. Anh được giao quản lý tất cả những lĩnh vực trọng yếu của công ty, từ tìm kiếm, bản đồ đến thương mại, quảng cáo, thậm chí là cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc của nhân viên. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Trở thành nhà lãnh đạo mới của đế chế Internet. Năm 2015, Larry Page và Sergey Brin đã tạo ra Alphabet. Họ nói trong lá thư sáng lập Alphabet rằng họ đang giữ sự tập trung cao độ và tìm ra những cơ hội phi thường mà họ có trong Google thông qua các nhà lãnh đạo mạnh mẽ và độc lập.
Tiền đề cơ bản chính là các tổ chức lớn thường đấu tranh về những đổi mới mang tính cách mạng bởi vì chúng đòi hỏi khả năng, tư duy và văn hóa khác nhau, không giống như các công ty nhỏ, các tập đoàn lớn và thành công có rất nhiều thứ để mất. Vấn đề là các tổ chức lớn sẽ tốt hơn trong việc đổi mới tiến hóa, họ có các nguồn lực để giải quyết các vấn đề được nhắc tới. Các tổ chức nhỏ hơn thì lại tốt hơn trong việc đổi mới cách mạng, họ có sự linh hoạt, văn hóa và thái độ để đánh cược vào sự thành công vì tổ chức nhỏ. Nó có nghĩa là họ có ít thứ hơn để mất. Alphabet được thành lập để mang đến cho các nhà lãnh đạo sự mạnh mẽ và độc lập. Larry và Sergey rất giỏi trong việc bắt đầu mọi thứ và khuyến khích các nhà lãnh đạo. Họ đã quản lý Alphabet thành công. Cùng thời điểm đó, họ đã nâng Sundar Pichai lên làm CEO của Google. Anh đã chứng tỏ mình là người đứng đầu về sản phẩm và kỹ thuật và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tập trung vào việc đổi mới và mở rộng ranh giới. Larry Page không giấu giếm sự tôn trọng với những cống hiến của Sundar Pichai trong bài phát biểu vào năm 2014. Sundar có khả năng để nhìn thấy những gì sắp diễn ra và huy động các nhóm tập trung vào điều quan trọng nhất, Page cho biết. Tầm nhìn của chúng tôi rất giống nhau khi nói về sản phẩm, điều đó giúp anh ấy phù hợp hoàn hảo với vai trò này. Một năm sau bài phát biểu trên, Sundar Pichai được đề bạt lên vị trí giám đốc điều hành của Google. Và rồi sau 5 năm vận hành cả hai tập đoàn với hàng loạt đổi thay, giám đốc điều hành Larry Page và chủ tịch Sergey Brin của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã từ chức hôm 3 tháng 12 năm 2019. Theo đó, vị trí giám đốc điều hành Alphabet sẽ do người đứng đầu Google, Sundar Pichai, đảm trách. Thông báo về sự thay đổi lãnh đạo đã được Page và Brin viết trong một bức thư chung và đăng trên blog của công ty. Alphabet và Google đang hoạt động hiệu quả dưới dạng các công ty độc lập. Tuy nhiên, điều đó chưa hẳn tốt và đây là thời điểm phù hợp để chúng tôi đơn giản hóa cấu trúc. Chúng tôi cho rằng Alphabet và Google không còn cần đến hai CEO và chủ tịch nữa, Page và Brin viết. Theo nội dung bức thư, cả Page và Brin vẫn là nhân viên của Alphabet và giữ ghế trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên, họ không còn có vai trò lớn như trước đây. Thay vào đó, cả hai sẽ chỉ chịu trách nhiệm về một số nội dung của Google và quản lý các khoản đầu tư của Alphabet trong danh mục đầu tư mạo hiểm khác. Theo The Verge, việc hai đồng sáng lập Google từ trước khiến nhiều người bất ngờ nhưng không ngạc nhiên. Thực tế, cả hai hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2015 khi công ty này tái cấu trúc và đổi tên thành Alphabet. CEO phải là người có tấm gương đạo đức hàng đầu. Trở thành CEO của Google là cơ hội của cả cuộc đời, Pichai nói. Nhưng đó không phải là thứ anh mưu cầu. Pichai nói rằng anh ấy đã rất ngạc nhiên khi các nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin tiếp cận mình về điều đó. Tôi bận rộn phát triển các sản phẩm, nhưng không đoán trước được nó sẽ đi đến đâu, Pichai chia sẻ. Pichai nói tiếp, CEO phải là người có tấm gương đạo đức hàng đầu, đưa ra phạm vi mà công nghệ tác động đến xã hội. Tôi xem nó như một phần cơ bản trong vai trò của mình. Tôi nghĩ đạo đức là điều cần thiết với tất cả các tầng lớp của các tổ chức. Khi mọi người trở nên quan tâm hơn về quyền riêng tư dữ liệu, Pichai cho biết, Google đang tìm cách giúp người dùng dễ dàng giảm thiểu thông tin của họ và kiểm soát dữ liệu tốt hơn. Ví dụ, công ty gần đây đã công bố một cách để người dùng tự động xóa lịch sử vị trí và hoạt động duyệt web của họ. Pichai cũng đang giải quyết những thách thức trong công ty. Năm 2018, các nhân viên của Google đi khắp thế giới đã tổ chức các cuộc đi bộ hàng loạt để phản đối việc công ty đã làm ngơ trước sự quấy rối tình dục và phân biệt đối xử. Pichai tin rằng các cuộc đi bộ khiến Google trở nên tốt hơn. Nhân viên của chúng tôi rõ ràng đã lên tiếng đúng lúc khi công ty không làm đúng. Tôi nghĩ rằng đó là một điểm tốt trong văn hóa, giúp công ty phát triển hơn. Pichai nói rằng phụ nữ nên có trải nghiệm rất bao quát khi họ ở nơi làm việc. Đó là về việc đầu tư vào họ, phát triển sự nghiệp và hỗ trợ kinh nghiệm làm việc cho họ suốt chặng đường dài. CEO Google cho rằng phụ nữ cần được đối xử công bằng hơn trong công việc. Những suy nghĩ chỉ đến từ bản thân bạn là không đủ. Bạn phải lắng nghe những quan điểm từ bên ngoài. Bạn phải cởi mở với những gì đang diễn ra xung quanh để hiểu những ảnh hưởng mà sản phẩm của bạn mang lại. Học hỏi và làm việc chăm chỉ để làm cho điều đó trở nên tốt hơn, Pichai nhắc nhở. Đó cũng chính là những gì mà Pichai đã thể hiện trong suốt gần 16 năm tại Google. Ở đại bản doanh của Google, Sundar Pichai luôn được biết đến là người có tính cách mềm mỏng nhưng cũng rất dứt khoát bên cạnh khả năng đối ngoại tuyệt vời.
Chính anh là người giữ cho mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ Google và Samsung tốt đẹp như hiện nay sau rất nhiều tranh cãi, kiện tụng. Tuy nhiên, Sundar cũng sẵn sàng thể hiện quyền lực của Google khi cần thiết. Tại CES 2014, anh đã nói với giám đốc sản phẩm di động của Samsung rằng Google sẵn sàng rút lui khỏi quan hệ đối tác smartphone bất cứ lúc nào. Thời điểm đó, Pichai luôn xuất hiện trong những sự kiện lớn của Google, trở thành bộ mặt của cả công ty. Nhiều người còn ví von anh giống như ông vua không ngai tại Alphabet. Và bây giờ, sau khi được hai đồng sáng lập tin tưởng với vị trí CEO Alphabet, Sundar Pichai quả thực đã nắm trong tay ngai vàng ở tập đoàn này. Là người nổi tiếng bởi sự kỷ luật và tài năng thiên bẩm, nhưng Sundar Pichai rất bình dị trong cuộc sống thường nhật. Anh ít khi mua sắm những thứ đắt tiền hay tham gia tiệc tùng cùng bạn bè. Ngoài ra, anh cũng là một người tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị. Anh từng công khai chống lại quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về người nhập cư. Đừng để nỗi sợ hãi đánh bại giá trị của chúng ta. Chúng ta phải ủng hộ các tôn giáo và cộng đồng thiểu số khác tại Mỹ, cũng như trên toàn thế giới. Trò chơi điện tử yêu thích của anh chính là trò Flappy Bird của lập trình viên Nguyễn Hà Đông. Và đây cũng chính là lý do khiến anh thích thú khi được ngồi trà chanh vỉa hè và trò chuyện với Nguyễn Hà Đông tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 12 năm 2015. Trong cuộc trò chuyện này, thì vị CEO quyền lực của Google cũng đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.